đó là chị Vy nay đẹp gái với trời, nay mặc đồ đẹp gái gì vậy hả? Mấy cái ngày nào tao mặc đồ không? À, bữa nay đẹp hơn mỗi bữa bộ, trời ơi mặc đầm đẹp quá trời luôn ta ơi, nó bị nhon luôn á thiệt mà. Hả? Sao nay mặc đồ đẹp ghê vậy? Bữa đâu có đẹp như bữa nay đâu ta hả? Làm gì làm gì mặc đồ đẹp như vậy? Nhất mình lúc nãy giờ sốt quá rồi, chắc có lẽ là chạy bữa nay ngày mai nghỉ cho lao quá các bạn ơi. Giờ mình mãi giờ nó ê nhất là muốn sốt các bạn ơi, nhất mình mẩy luôn rồi. Ôi lên dáng à tao coi, lên dáng rồi. Đâu có nào phía sau cổ nữa, cổ này kia dán tá tá lạ hết đi. Đâu đây. À, nãy nhất quá. Dán ngàn cổ cúp ha. Rồi đâu nữa anh? Quá người giờ nóng rồi, sốt rồi. Cái đại dưới đây, dán dưới đây đi, cái lưng nữa nè. Cái nữa nè. À, nhất quá. Điều này rồi anh ôm dính qua lăng luôn, em mới dán được. Sát vô qua lăng em. Đi ha. Nhỏ nó ngồi nó ăn mà nó thấy tao trần về cái nó cười. Nó không giờ. Ủa nó không nhớ nhất rồi. Nó giờ đau dưới con cu. Hả? Đau dưới con cu. Đau cu, dán cu. Dán dán luôn, nhặt luôn ra. Nó giờ cũng bệnh đâu, sốt rồi. Chứ. Sao? Sốt rồi. Cái xe mày uống thuốc có xuống không? Có uống tử, có. Bữa nay xe đẹp gái dưới rồi trời. Hả? Giọng trong mặt mày quá. Không thiệt mà, nay thấy đẹp gái dưới hả? Mình được đẹp trai hả? Đi nay đẹp gái dưới rồi nha. Rồi rồi. Nãy giờ mệt rồi quá. À, để cho máy đi mà không chạy đi được không? À, để em xuống nghỉ mấy bữa rồi. Bây giờ cũng sốt rồi. Sốt rồi các bạn ơi, mệt quá. Chạy miết hôm nay cả tháng trời rồi. Mà cả tháng trời rồi chạy. Ngày ngủ 4 tiếng. Ngày 4 giờ. Ủa 4 tiếng. Nói chung là không khỏe, không có mệt. Nhưng mà cái nào quá sức đi. Nó hành mình muốn sốt rã rời. Còn buồn ngủ thì không buồn ngủ. Mà nó hoạt động máy mà công suất hoạt động quá. Quá công suất. Tại vì nó muốn bị lúp bê rồi. Chạy tí nữa lọt trên. Mẹ đã đói hả? Buồn chưa? Ăn đã buồn chưa phải không? Cho anh cái bọc, cho anh cái bọc, anh bỏ hết rác vô. Cà bọc rồi anh. Đó là đây. Đó. Đói bụng mà ăn me chơi dữ ha. Đi anh chảnh thăm bồ gì lên Đà Lạt thăm Duy Linh thăm người yêu hay gì? Hả? À lên chảnh chơi hả? Tưởng Linh thăm người yêu thăm bồ nào chứ. Dạ dạ với có chứ. Sợ gì? À, mấy người đi vệ sinh chưa lên hả? Đi vệ sinh chưa ai lên á? Thì giờ đang chờ mấy người đang vệ sinh các bạn. Mình có một con dây. Mấy cái, có mấy cái. Hai cái dây, một cái giò. Có gì đây? Tới là ngày. Ý là cái này hai cái dây một cái giò. Biết rồi, mua mấy cái bánh này. À, 117 đúng không? Mà hồi trước chúng mình chậm lâu. Chúng mình chậm này. Tới 15 16 rồi gọi được phải không? Em ngoài mặt đường nó chưa tới 15 16 rồi gọi được là có đúng không?
Tới 15, 16 gọi cho 17. Còn 16 thì tới đá ba chồng rồi. À, dạ các bạn nha, đây là mình tới La Ngà các bạn nha, sông nè, đó, sông nước bao la hữu tình nè các bạn nè, đó, xe tải trên Đà Lạt đang đổ rau cải, đang đổ về Sài Gòn nha, để cung cấp rau củ quả cho người dân Sài Gòn ăn nè nha, đó, mấy anh xe tải nè, rau nè, thấy ảnh phải né sang bên nha, à, mà ảnh là trùm quốc lộ 20 đó nha. Rồi, các bạn ơi, giờ mình tới La Ngà rồi, chạy đi xíu nữa tới quán nhầm chân rồi mình ăn cơm thôi, đang chuẩn bị rau gà, vịt. Bỉ chào các bạn cái Bỉ. Bỉ. Hello, các bạn đó. Chị sợ mình có Covid thì chỉ đeo cái khẩu trang vô liền. Đi xe thì không đeo khẩu trang mà xuống xe em đeo khẩu trang vô làm gì? Sợ hả? Sợ anh khác nha. Chích mũi mấy rồi? Chích mũi năm rồi. Chích nhiều rồi sợ gì đó. Chơi chích mấy hàng mũi. À, chích ít à? Đi đường nhiều mà nó chích nhiều chứ sợ gì không chích. Nói chung là không có né được đâu. Mình phải chấp nhận sống chung với lũ. Ta bắt buộc ta tiêm nhiều thì tiêm. Anh chích 14 này mấy tháng rồi chứ? Chích 14 mấy tháng rồi hả? Mấy tháng rồi. Thấy có cơ thể mình có dấu hiệu gì khác 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 mình. Nói chung là cũng có chút đỉnh phần nào đó thôi chứ. Anh thì khác người ta cứ có chứ có đợt nào chích kêu cái là chích liền anh trông chờ luôn để chích luôn nó thật mà. Anh biết mình tiếp xúc ngoài đường nhiều ăn uống đâu ngoài đường nhiều không mình không tránh khỏi mà cái vụ mà bị nhiễm đâu thế nào cũng có bắt buộc thuốc thì nó đỡ mình thôi. Rồi chào các bạn nha, bây giờ về tới Định Quán ngoài giờ kẹt xe quá trời luôn các bạn à, nè ở trên đầu dốc 12 nè các bạn, cái chiều mình xuống á, cái chiều mình lên á thì nó kẹt quá trời sắp hàng luôn trên đầu dốc rồi, bước tới như tới Định Quán rồi, mà lên thì không có, hoặc là xuống, ở đầu xuống thì không có, mà đầu lên bên Đà Lạt xuống bên Đà Lạt kẹt quá trời luôn, chắc làm đường làm xá gì đó, hay sao mà kẹt vậy, bình thường đâu có kẹt gì đâu các bạn, đáng quá à. Rồi thằng này nó quay đầu luôn. Đi không được, nó nói là nó kẹt nhiều lắm, đi không được luôn, quay đầu luôn. Đó là chuyện luôn. Xe biến này lủi luôn. Nó xe biến này chui luôn hả? Xe biến đèo đáy, nó đáy nè, nó quẹt với xe máy nè. Có đi được đâu. Xin chào con. Xe con này nó nản lắm. Thứ nhất là đường sợ nhất là xe con, thứ hai là chở xe Honda. Đường bây giờ đường phố không tên. Rồi nhích được chút xíu. Rồi, nó chu trong nó đi luôn kìa. Mình bây giờ mình vừa cái này mà mình quay video cái mình đưa mình đăng lên một phát là hơi bị tới công chuyện với mình đó các bạn ơi. Cái này là cấm vượt nè, giờ muốn vượt phải tắt video mới được. Còn nếu mà quay mà vượt kiểu này là đăng lên là cái là tới công chuyện luôn à nha. À, cấm vượt nè. Alo cô là cung thoại đúng không ạ? Là bao nhiêu khi mà mỗi cái hành trình mà quay về trước á, nhiều bạn mình lận mình kia mình quay về trước á, mình ít quay là như vậy đó, đỡ sơ sức cho mình đó, mình chạy nói chung thì phạm lực á, bình thường á thì không biết nói sao, nhưng mà những video mà đăng lên mà phạm lực á nó bị gọi là ảnh hưởng về sau, cho nên quay về trước mà chạy phải đàng hoàng thì mới được, mới quay được, còn quay về một trước này mà chạy không đàng hoàng nào mình đăng lên à tới công chuyện luôn đó à. Dạ vâng. À, cái gì à?
Lưu manh mà giả danh trí thức hả? Lưu manh mà giả danh trí thức đó. Làm gì cái đây chạy đàng hoàng dữ lắm đó. Đắt tôi déo rồi chạy như chuyên cướp vậy đó. Vậy đó. Chú trong chú ngoài. À trời kẹt vào tới đá bà chồng luôn. Ê chưa. Hôm nay trễ giờ rồi, xong tranh thủ qua được chỗ này là chạy bù giờ thôi. Rồi xin ăn uống mình tranh thủ luôn cô bác ơi. Rồi tới trạm dừng chân nữa mà con ơi. Au. Ê, xin ăn uống mình tranh thủ luôn mà con cô bác ơi. Tới trạm chân rồi các bạn ạ. Chơi lâu em? Rồi. Ừ, chơi lâu không? Rồi, tầm 20 phút anh. Rồi, đủ mình vệ sinh ăn uống. Rồi, xong rồi lên xe liền nhanh. Cái dây số nó nặng quá. Thì chị miếng nào muốn ha. Cắt miếng đi. À, cái này có thịt co nè. Có cá biển thôi. Mày gấp cho tao có cái miếng lòng nhỏ xíu à, mà nó dính hai vớ trong cái đó dĩa thì có đâu, người ta tại người ta xào. Thì biết mà tao biết tại người ta mà làm sao tại mày được. Tại người ta xào. Biết mà. Có ở trong đó. Đúng. Nó xào một dĩa bự có hai vớ mà hai vớ nó lòng mẹ trong cái chén của tao hết. Có rồi đâu mà cái lễ kể lễ khóc lóc rồi ha. Đúng rồi. Chỉ à. Một dĩa bự có hai vớ lọt bẹ hết. Giờ gắp miếng là gắp không? Được không? Không cho gắp luôn hả? Nhưng mà dạ em tại vì em cho gắp nha các bạn nha. Không cho mình không gắp đâu. Thử con nè. Canh nó chưa mang ra ha. Thịt co tôm bầu nào. Em có canh không em? Em có canh nước lý nè. Ừ, cảm ơn nha. Ừ. Mũi lại. Nó đặt cái ra dễ quá rồi. Ừ, sẽ đông á. Cái gì ạ? Đuôi heo. Đồ heo là đuôi heo các bạn. Đuôi heo là hầm mà hầm gì vậy? Hầm ăn hả? Hầm với lại cái ăn. Củ dừa. À củ dừa hả? Đó. Hầm thuốc bắc luôn mà ơi. Tóc tàu luôn à. Đúng rồi. Đó, này bổ luôn nè. Đó. Hôm qua các bạn nói sao mà ăn cơm ở quán cơm này sao mà người ta cho ít đồ quá. Ừ, người ta comment nó nói ăn cơm cho ít đồ ăn quá thì tùy theo bữa nha. Tùy theo bữa.
đúng rồi, mình có ăn nhiều đâu, nó dọn nhiều quá cũng bỏ chứ đâu ăn hết đâu, mình trung bình ăn chén cơm mà. Vy không ăn thịt hả? Rất là ít ăn. Thế nào? Ăn đại cho nó quen. Ăn cứ là rau này nè. Thích ăn cá hả? Ăn cá thì ăn được. Ừ. Cá ăn được. Thật là ít ăn. Em cái nào ăn cũng được. Đúng rồi, nào ăn cũng được. Ăn lại miếng cá kìa, to không? Cá biển kho. Cái này giống cá ngừ quá ha. Ngừ thôi. Cái ngừ này em phải không ăn á. Cá ngừ không thơm. Dạ đúng rồi, tôi thơm không ăn vậy. Tôm sắc vô. Tâm bầu thôi, bây giờ mình xin kết thúc lại nha các bạn, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha, dạ ăn cơm thôi.